Kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của Hiền để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Mai để đẹp giá thì quý vị cũng đã biết là rất là vừa chơi ha. Đây, chào em. Chào anh Tấn, chào toàn thể cô chú anh chị em mình trên toàn quốc nha. Anh em có số mai tàng giao lưu cùng cô chú anh chị em nha. Ai thích cây nào ủng hộ em cái đó ha. Em ở ấp Long Định, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại là 0976 533 164, đó cũng là số Zalo của em ha. Này mai giảo bông từ 5 tới 12 cánh nha cô chú, em bao ship toàn quốc luôn nha. Đây, mình vào cây đầu tiên là mã số 1 nha ha Hiền. Cây số 1. Rồi, mã số 1, cao. Cao 1m2. Rồi, 1m2 cao. Ngang 1m. Rồi, hoành của em nó. Hoành em nó là 20. 20 hoành. Rồi, để đây quý vị. Có rễ chịu ha, to ha. Giá 1 triệu 3 luôn. Rồi, 1 triệu 3. Rồi, xuống cây. Cây số 2, lùng lực rồi ha. Cao 65, ngang 47. Hoành 17. Giao lưu giá 1 triệu luôn ha. Rồi 1 triệu quý vị ơi. Rồi xuống cây. Lên cây tiếp theo. Mã số 3. 3 cao là 1m. 1m cao. Ngang 70. Hoành là 14. Em giao lưu giá 500 ngàn ha. Rồi 500 ngàn quý vị ơi. Rồi xuống cây. Mã số 4. Cao là 70. Ngang là 57. Hoành là 17. 17 hoành. Giá 700 ngàn. Rồi 700 ngàn. Rồi xuống cây. Bao ship quý vị toàn quốc luôn. Có chừng té. Có chừng té nha chị Tư. Cao 1m. Số 5. Mét. Kè 7, 3, 1, 5, 10. Giận dữ. Từ từ. Trời hả. Hoành là 18. Rồi để đây. Giao lưu giá 900 ngàn. Rồi 900 ngàn. Rồi xuống cây. Mã số 6. Rồi mã số 6 cái gì ơi. Cao 1m. Ngang 70. Rồi quay vòng cái Hiền. Đó quý vị. Có cái bông ở trên này cũng đẹp nè quý vị. Mùa này thì nó trổ ra hơi bị nhỏ vậy quý vị ha. Quá trời cánh luôn. Quá xa cánh luôn. Hoành là 16. Giá 600 ngàn. Rồi 600 ngàn được cái mai nguyên cái bộ đế hết sức luôn. Rồi xuống số cây. Xuống cây. Còn đứng còn chân nổi. Nghĩa bảo xanh. Cao là 1m3. Nghĩa bảo xanh. Ngang là 85. À, dán lát cao quý vị. À. Tôi quay ông tôi cần tạ. Rồi, tập trung chuyên môn nha. Khoảng 20. Rồi. Giá 1 triệu 3 luôn. Rồi xuống cây. Mã số 8 ha. Số 8. Cao 1m1. Đáng ngang 1m. Rồi xây một vòng luôn. Hoành là 14. Rồi chính xác. Để rễ chịu trước nhiều lắm nha quý vị đó. Giá 600 ngàn luôn. Rồi 600 ngàn quý vị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Giá số 9. Rồi số 9. Cao. Cao 1m2. Ngang 1m. Hoành là 16. 16 hoành. Để à. Giá 700 ngàn luôn. Rồi 700 ngàn bao ship toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn. Cây 10. Mã số 10. Cao 1m1. Ngang 80.
Hoành là 16. Em giao lưu giá 700 ngàn. Rồi, để con quyết quyệt ha. 700 ngàn quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Mã số 11. Mã số 11 quý vị ơi. Cao là 1 mét. Tán ngang là 80. Dừng dừng em. Đây, bông như những cái bông nãy giờ quý vị ơi, đây. Nó hơi nhỏ nhỏ ha, xinh xinh nhưng mà bông cánh thì rất là nhiều đây ha. Mùa này mùa nắng nên nó trổ vậy đó quý vị ơi. Hoành là 17. Giao lưu giá 600 ngàn ha. À, 600 ngàn quý vị ơi, rồi xuống cây. À, mã số tiếp theo 12. Cao là 90, ngang là 64. Hoành là 14. Dạ. Giao lưu giá 500 ngàn. Rồi 500 ngàn quý vị ơi. Rồi xuống cây. Nó dài bằng quay lại đẳng cho. Mã số 13. Mã à, số 13. Cao 1 mét, ngang 77. Hoành 14. Đấy, hết sức cái cụ đế ha. Giá 600 ngàn. Rồi, 600. Rồi, xuống cây. Quá mạnh. Rồi, xích đà đà đẳng cho đánh nhẹ mà mấy chị. Mã số 14. Cao. Cao 1m2. Ngang 1m. Kéo luôn. Hoành là 13. Hết sức bù đế ha. Giá 500 ngàn. Rồi, có 500 ngàn quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Mã số 15, cao 1 mét. Tán ngang 78. Hoành là 14. Đây, hết sức bộ đế luôn. Giá 600 ngàn. Rồi, 600 ngàn. Rồi, xuống cây. Bao xếp cho quý vị toàn quốc luôn. Mã số 16, cao 1m1. Ngang 60. Hoành là 16. Cụ đế đặt. Giá 600 ngàn. Rồi, 600 ngàn quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Mã số 17. Mã số 17, cao. Cao 1 mét. Ngang là 90. Hoành. Hoành là 15. Chính xác. Giá 600 ngàn luôn. Rồi, 600 ngàn, bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây luôn. Số 18. Lùng lực luôn ha, 60. Ngang 66. Cái này đợi 2 ngày nữa là sẽ thấy được mặt bông. Đó, nụ thì đang bung đây nè quý vị. Đó ha, xanh xanh ha, thuần do trơn ha. Hoành là 14. 14. Đó. Giá 500 ngàn luôn. Để xè đều đẹp ha. 500 ngàn bao ship luôn. 19. Cao 56. Cao 56, khổ đo tới ngang. Ngang bự quá đo không được. Hoành là 12. 12. Giá 400 ngàn. Rồi, bao ship toàn quốc luôn, xuống cây. Mã số 20. Cuối cùng của em ha. Cao 1 mét. Tới ngang 62. Chị quay bán là mấy mùa rồi, quay không có mùa nào mà bán được người hết trơn, toàn là bán cây không hả. Hoành 13. Rồi, giá luôn như đêm. Giá 400 ngàn. Rồi, 400 ngàn quý vị ơi. Rồi, quý vị mình đến đây là kết thúc nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào cứ alo trực tiếp cho Hiền nha quý vị. Rồi, quý vị nào xem chưa bấm đăng ký, bấm ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị ơi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau.